Chào các bạn, hiện mình đang đi trên tuyến đường Cao Văn Lầu hướng từ thành phố Bạc Liêu ra biển Nhà Mát. Phía trước là ngã tư phường Nhà Mát, bên trái là đường Dòng Nhãn đi về Vĩnh Châu, đi thẳng khoảng 2 km thì đến mẹ Nam Hải, Bạc Liêu. Mình quẹo bên phải để đi vào tuyến đường tỉnh 31. Đây là con kinh chạy cặp theo tuyến đường Cao Văn Lầu. Hướng này ra biển Nhà Mát, Bạc Liêu. Hôm nay mình mời các bạn đi từ ngã tư phường Nhà Mát đến chợ Vĩnh Hậu của huyện Hòa Bình trên tuyến đường tỉnh 31 này cùng với mình nhé. Tuyến đường tỉnh 31 từ ngã tư phường Nhà Mát đến chợ Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình có chiều dài khoảng 9 km. Tuyến đường đi qua địa bàn của phường Nhà Mát, xã Vĩnh Hậu A và xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình của tỉnh Bạc Liêu. Đây là địa bàn của phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Phường Nhà Mát nằm ở phía tây nam của thành phố Bạc Liêu, phía đông giáp xã Hiệp Thành, phía tây giáp huyện Hòa Bình, phía nam giáp Biển Đông, phía bắc giáp phường 2 và phường 5. Phường Nhà Mát có diện tích là 29 km2. Phường Nhà Mát gồm có 6 khóm là khóm Bờ Tây, Chòm Xoài, Đầu Lộ A, Kinh Tế và khóm Nhà Mát. Phường Nhà Mát được thành lập vào ngày 24 tháng 12 năm 2003 trên cơ sở 2.439 hectare diện tích tự nhiên và 9.237 người của xã Hiệp Thành. Với lợi thế của vùng đất ven biển, cư dân trong phường Nhà Mát phần lớn sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, đặc biệt là mô hình nuôi tôm quảng canh. Người dân trong phường cũng sống bằng nghề trồng rau. Phường cũng tổ chức những đội thuyền cá đánh bắt xa bờ. Kinh tế phường kết hợp các ngành nghề kinh tế biển gắn với du lịch, với nhiều địa điểm tham quan. Trung bình có từ 20.000 đến 50.000 lượt khách du lịch đến tham quan phường Nhà Mát hàng năm. Khu du lịch Nhà Mát nằm gần biển, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu 7 km, là khu du lịch đầu tư với số vốn hơn 2.500 tỷ đồng Việt Nam. Có bãi biển
nhân tạo lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Biển nhân tạo với tên gọi Tiên Rồng gồm diện tích mặt nước và bãi cát khoảng 10.000 m2. Khu chính thức hoạt động từ năm 2014. Đây cũng là điểm tổ chức festival đờn ca tài tử. Địa điểm của khu du lịch nằm gần Quán Âm Phật Đài, Mẹ Nam Hải. Hết địa bàn của phường Nhà Mát, trên đường tỉnh 31 thì đến địa bàn của xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình của tỉnh Bạc Liêu. Vĩnh Hậu A là một xã thuộc vùng ven biển, nằm về hướng đông nam của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Phía đông giáp phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Phía tây giáp xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Phía nam giáp Biển Đông. Phía bắc giáp xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. Toàn xã có 6 ấp là ấp 12, 15, 16, 17, Cây Gừa và Dòng Ca. Trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã đặt ở ấp 12. Đây là trường trung học cơ sở Đông Hải, xã Vĩnh Hậu A. Được thiên nhiên ưu đãi về vị trí địa lý với diện tích tự nhiên là 63,96 km2, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, giàu cảnh quan sinh thái, thuận lợi để phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản và trồng trọt. Vĩnh Hậu A là xã mới được thành lập, dân cư phát triển mạnh, đã dần hình thành xóm ấp, khu dân cư khá đẹp với hệ thống kênh lộ rất là thuận tiện cho việc sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Toàn xã có 2.067 hộ dân tộc ở xã Vĩnh Hậu A, chủ yếu là người Kinh, Hoa và Khmer. Với truyền thống siêng năng, cần cù,
chịu khó là nguồn lực lớn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã Bình Thầu A có hai trục lộ giao thông quan trọng nối liền phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu với thị trấn Gành Hào và ấp Dòng Nhãn với ấp Gò Cát. Ngoài ra còn có nhiều tuyến đường sang các xã lân cận. Xã Vĩnh Hậu A được thành lập vào ngày 24 tháng 12 năm 2003.
Đến đây là hết địa bàn của xã Vĩnh Hậu A, đến địa bàn xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Xã Vĩnh Hậu nằm ở phía đông nam của huyện Hòa Bình. Xã có đường bờ biển dài 5,6 km. Phía đông giáp xã Vĩnh Hậu A, phía tây giáp xã Vĩnh Mỹ A và xã Vĩnh Thịnh. Phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp huyện Vĩnh Lợi và thị trấn Hòa Bình. Xã Vĩnh Hậu có diện tích là 62,56 km2. Dân số năm 2020 là 11.694 người. Vĩnh Hậu là vùng đất kẻ, được hình thành chủ yếu do sự bồi lắng, phù sa ở các cửa biển tạo nên. Trên địa bàn xã, nhiều kinh rạch lớn, trong đó có 4 tuyến kinh đổ ra biển là kinh 30 tháng 4, nối từ kinh Bạc Liêu - Cà Mau ra biển Đông là kinh lớn nhất. Nhiều kinh rạch do người dân đào kinh lấy nước để nuôi tôm. Xã Vĩnh Hậu gồm có 6 ấp là ấp 13, ấp 14, Toàn Thắng, Thống Nhất, Vĩnh Mậu và Vĩnh Thạnh. Ngày 24 tháng 12 năm 2003, xã Vĩnh Hậu A được thành lập trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Vĩnh Hậu. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Vĩnh Hậu A, xã Vĩnh Hậu còn lại 6.177 hectare diện tích tự nhiên và 8.210 người. Xã Vĩnh Hậu thuộc vùng sâu vùng xa, hiện đang hưởng chính sách 135 của chính phủ. Do vùng đất mới, dân cư từ nơi khác đến làm ăn sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản, làm muối và đánh bắt hải sản trên biển. Cuộc sống phụ thuộc vào thiên nhiên nên xã còn rất nghèo, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém. Nhờ có nhà nước đầu tư nên bước đầu xã đang có những chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội.
đến đây là chợ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Hướng này về thị trấn Hòa Bình. Hướng này ra biển. Đây là ngã tư đường tỉnh 31 và đường tỉnh 978B, bên phải về thị trấn Hòa Bình. Đây là khu chợ xã Vĩnh Hậu. Đi theo hướng này ra đê biển. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.